Chào mừng quý vị trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới. Để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Quý vị thân mến, thì trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã chính thức mở cửa trở lại để đón khách du lịch và đón tất cả các kiều bào và khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam. Thì tạm ổn gác lại hơn 2 năm trời chống dịch để mà đón tiếp những khách du lịch và để cứu vãn cái tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh sau 2 năm. Thì cái việc mà dịch bệnh vừa qua nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tất cả những cái ngành du lịch, những cái hãng máy bay và tất cả những cái hệ thống nhà hàng, khách sạn. Cho nên rất là khó khăn trong cái vấn đề kinh tế cho tất cả khắp nơi, tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì Việt Nam mình đã mở cửa trở lại và đã đón khách du lịch và cũng đón tất cả các kiều bào sinh sống ở nước ngoài trở về nước để thăm quê hương. Thì một cái sự lo lắng cho tất cả chúng ta là một số người khi mà nghe thông tin là dịch bệnh ở Việt Nam nó bùng phát trở lại thì ai cũng lo lắng. Có người gọi em, có một số khách gọi em đã book vé rồi thì cảm giác là lo lắng, không có biết là có nên đi hay không, là muốn hủy vé. Và cũng có một số là cảm thấy hoang mang là không biết đi về có ổn hay không. Thì hiện tại bây giờ dịch bệnh á, nó có người nhiễm quý vị, cái số người nhiễm vẫn có, nhưng mà hiện tại chúng ta đã chích vaccine rồi thì cái việc mà cái người mà bị nhiễm á, nó không có bị nặng quý vị, nó cũng bị cảm ho rồi đau cổ, đau nhức mình mẩy. Thì khi mà quý vị gặp cái trường hợp như vậy thì chúng ta đã bị nhiễm rồi đó. Khi mà quý vị test COVID, mà nếu mà quý vị kỹ hơn thì nên test để chúng ta biết là chắc chắn chúng ta có bị nhiễm hay không. Nếu mà bị nhiễm á, thì chúng ta cứ uống thuốc rồi xông hơi, rồi uống những thuốc cảm ho. Như vậy là nó rất là tốt. Với lại thuốc Tylenol của Mỹ đó quý vị, uống những cái thuốc đó vô. Còn bên Việt Nam thì quý vị phải hỏi nhà thuốc Tây coi những thuốc nào người ta thường dùng cho những người mà bị nhiễm đó. Bên Việt Nam họ hướng dẫn cho mình uống. Thì quý vị uống những cái thuốc về cảm, và chúng ta hãy thường xuyên xông hơi, thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn và từ từ nó sẽ hết, chứ nó không có bị nặng giống như mà hồi mà chúng ta chưa có vaccine. Bởi vì bây giờ cơ thể ai cũng có thuốc vaccine hết rồi thì nó chống lại cái con COVID, nó cũng làm cho cơ thể mình mạnh hơn và nó có thể nó không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nha quý vị. Cho nên hiện tại bây giờ tình trạng là cái ca nhiễm cũng bắt đầu ở Việt Nam xuất hiện tăng lại, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến những chuyến bay, cũng không ảnh hưởng nhiều đến tất cả những lượt hành khách. Cho nên quý vị cứ đi bình thường, không có gì lo lắng, không có gì sợ hãi hết. Việt Nam vẫn mở cửa cho chúng ta đi bình thường. Và chúng ta lên máy bay thì hãy đeo khẩu trang. Như hiện tại bây giờ gia đình em thì đang đi du lịch tại New York nè, từ Cali bay qua New York. Thì trên máy bay thấy có người cũng đeo khẩu trang và có người không đeo. Nhưng mà đi lên đây rồi đang chơi lễ July 4 nè quý vị, lễ độc lập của Mỹ nè. Thì đi ra ngoài, hôm qua mình có đi dạo ở ngoài phố của thành phố New York thì mọi người rất là bình thường, người ta cũng không có đeo khẩu trang, nhưng mà mọi người tiếp xúc gần rồi đi mua sắm quần áo vô tiệm này nọ đồ thấy bình thường lắm, không có bị gì hết. Nói chung là mình đi chơi mấy ngày nay đi về không ai bị triệu chứng gì, cũng không có cái gì. Cho nên là hiện tại bây giờ mọi thứ rất bình thường rồi nha quý vị, rất hiếm những cái trường hợp mà bị nhiễm. Nếu mà ai đó bị nhiễm thì nó cũng nhẹ thôi, nó không có nặng, cho nên quý vị cứ yên tâm và chúng ta cứ đi Việt Nam chơi vui vẻ thoải mái, đừng có lo lắng. Tại vì hôm rồi em nhận rất là nhiều cuộc điện thoại của quý vị khắp nơi gọi về là rất là lo lắng. Cái vấn đề là hiện tại cái ca nhiễm ở Việt Nam nó tăng lên thì có bị ảnh hưởng đến chuyến bay hay không, và một số người cứ sợ bị nhiễm bệnh và cũng muốn dời chuyến bay lại, không muốn bay. Nhưng mà thật sự nó cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều, cho nên chúng ta đừng có quá hoang mang, đừng quá lo lắng nha quý vị. Có một chị khách của em đã chính thức là dời vé lại luôn quý vị.
là chị đã mua tháng 11 đi, nhưng mà chị giờ chị muốn dời lại qua Tết đi để chờ cho tình hình nó ổn chị mới đi, chứ chị không dám đi liền, chấp nhận là tốn tiền đổi vé luôn. Cho nên thật ra nó cũng không có trầm trọng đến mức độ mà chúng ta phải lo sợ như vậy nha quý vị nha. Hiện tại mọi người đi chơi bình thường, và hiện tại em cũng đang đi chơi trên New York, từ Cali bay qua New York, đi qua mấy chuyến bay luôn, và đi chơi vòng vòng ở thành phố New York, đi ra công viên đông người, nói chung tiếp xúc bình thường hết, mọi người gặp nhau chào hỏi, ôm nhau bình thường, không có bị một cái gì hết nha quý vị. Cho nên là quý vị cũng đừng có lo lắng hoang mang, có nhiều người ít tiếp xúc ở ngoài, ở nhà nghe báo đài thì rất là lo sợ, cho nên mọi người cứ yên tâm mà đi chơi nha. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em là đại lý bán vé máy bay từ 50 tiểu bang nước Mỹ đi về Việt Nam, và vé máy bay cho Canada và tất cả các nước trên thế giới về Việt Nam, và chiều được ngược lại là vé máy bay từ Việt Nam qua Mỹ, qua Canada và qua tất cả các nước. Quý vị anh chị cô chú nào mà có nhu cầu mua vé máy bay giá rẻ đi về Việt Nam từ 50 tiểu bang của nước Mỹ và từ Canada hoặc tất cả các nước, thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại là 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo giùm em nha quý vị, để tiện lợi trong cái vấn đề hỗ trợ quý vị mọi lúc mọi nơi. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em là chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam, như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, gia hạn passport Mỹ, visa 5 năm, miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ, gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin giải thích rõ ở đây, cái dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế là quý vị có một cái bằng lái xe ở Mỹ, thì em sẽ làm cho quý vị có một cái bằng lái xe quốc tế để khi về Việt Nam quý vị có thể lái xe ở Việt Nam được, và khi mà quý vị đi du lịch những nước khác quý vị cũng có thể lái xe ở những nước khác được luôn. Cái bằng lái xe quốc tế này nó sẽ có giá trị là 10 năm, và nó lái được xe hai bánh và bốn bánh luôn nha quý vị. Nếu quý vị nào có nhu cầu làm bằng lái xe quốc tế thì hãy vui lòng liên hệ em ở số điện thoại ở trên nha quý vị, là 714-244-8834. Em xin nhắc lại 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo giúp giùm em nha quý vị nha. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp cần người cô sai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, nhận chuyển hàng quốc tế từ Việt Nam qua Cali, sẽ mở văn phòng tại Sài Gòn trong mùa hè này, rất mong sự ủng hộ của quý khách. Bên em có tổ chức tour du lịch từ Việt Nam sang Mỹ, tour du lịch từ Việt Nam sang Canada, tour du lịch Việt Nam đi Hàn, Nhật, Singapore, Thái Lan và tất cả các nước, có dịch vụ xe đón tại sân bay Tân Sơn Nhất giá rẻ nhất, và dịch vụ cho thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 Sài Gòn. Nếu quý vị anh chị cô chú nào Việt kiều hoặc là quý vị cô chú đang ở nước ngoài mà đi về Việt Nam cần những cái dịch vụ em mới vừa giới thiệu ở trên, thì hãy vui lòng liên hệ ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Em xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.